Rồi, mến chào cô chú anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Diền Nguyễn Xe Máy Cũ. Em ngày hôm nay cuối tuần anh chị nha, thì cũng tranh thủ lên một cái clip video cho anh chị cô chú mình để lựa xe cuối tuần với em ngày hôm nay. Thì bên đây cửa hàng của em có rất là nhiều dòng xe cỏ đi làm như những dòng quay RX100 anh chị nè, cá lầu kiến này. Giá rất là bèo nha anh chị, bèo nhèo luôn, để cho anh chị cô chú đi làm. Nói chung là mua rẻ thì bán rẻ thì đó nhanh ha. Và tiếp tục là một chiếc xe Jin đây nè, đây hai. À, anh chị nào mà mua dòng Alpha nhỏ mà Jin chưa rớt đầu nồi thì đây đã cập nhật về cho anh chị của chú mình liền hôm nay nha. Nói, những dòng xe rất đẹp, giá cả bên em thì giá nào cũng có xe mua hết anh chị, rất là dễ bán, rất là dễ mua. À, anh chị ví dụ như tầm tiền cũng quay nhưng mà từ 10 triệu có, 15, 20, 17, 18 nó cũng có, là nó dễ lựa chọn anh chị. Còn vô mùa đi học lại mà anh chị chưa có mua xe cho con mình mà anh chị đang kiếm xe thì anh chị làm món này nha, mới chát luôn. 12.000 cây số anh chị. À, 12.000 cây, đời của nó là 2022 nha. Viva FI em cũng mới vừa nhập đội anh chị của chú mình. Ở bên cửa hàng của Diền Nguyễn thì chuyên dòng xe số nha. Xe số nhiều hơn xe ga. Xe số tầm trung đi làm. À, những dòng xe bỏ mẫu như là quay nhỏ nè, quay A100 những cái dòng này nè. À, nó rất chi là hút hàng anh chị. Mà đi nó cũng rất là ngon. AB210, 208, Adventure 150, Vision, những mẫu xe đời cũ cũng có rất là nhiều anh chị nha. Rồi, Diền Nguyễn mến chào cô chú anh chị cùng các bạn đã trở lại với kênh YouTube cuối tuần của em ngày hôm nay. Thì lên một cái video cuối tuần bán rẻ rẻ cho anh chị cô chú mình đi làm những dòng xe cửa hàng. Thì nói chung xe cũ thì cũng có chiếc rẻ chiếc cao anh chị nha, chứ không phải là xe nào cũng rẻ hết. Còn chất lượng của xe thì nó phụ thuộc vào những chiếc xe tùy theo đẹp xấu nữa anh chị. Thì em mua bán thì cũng có những cái dòng xe nó rẻ mà cũng có nhiều giá nó trung và nó cao. Thì cũng thưa anh chị của chú mình, những dòng xe đẹp thì tất nhiên giá nó phải cao nha anh chị nha. Còn rẻ cửa nào cũng có, giá nào cũng có nha. Và bên cửa hàng em thì có hỗ trợ trả góp nè, có ship tỉnh toàn quốc khi anh chị cô chú mình muốn mua cái xe nào bên cửa hàng Diền Nguyễn. Anh chị muốn gửi về địa phương cho anh chị mình, anh chị đặt cọc cho em từ 1 tới 2 triệu đồng. Em thì chuyên ship tỉnh toàn quốc nè. Hỗ trợ trả góp cho bà con mình, không cần trả trước, nhận ngay đăng ký xe. Và địa chỉ của cửa hàng em thì nằm ở số nhà là đây. Số nhà 49E đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức anh chị. Anh chị mình, cô chú mình có ở trên miền dưới miền Tây lên Đồng Nai xuống Hà Nội Sài Gòn ra, anh chị vui lòng tới chỗ ngã tư Bình Phước hoặc là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, anh chị liên hệ về số điện thoại trên màn hình. Em sẽ tận tình đi trước anh chị nha. Thì cái like trước của Diền Nguyễn quay lên á, em chốt được rất là nhiều dòng xe bên cửa hàng anh chị, những dòng xe cỏ cỏ rồi đi cũng rất là nhanh, với lại mấy con neo. Thì bữa đó chú có một chú ở nhà bè qua, thì đi xe này nè, qua đổi cái chiếc Jupiter MX máy Thái của em á. Thì bây giờ em chia sẻ lại cho anh chị mình một chiếc xe RSX mẫu 100 2009 nha. Về ngoại hình của xe này thì nó không có gì là đẹp hết anh chị nha. Nó chỉ tương đối theo năm tháng thì mọi chức năng nó còn hoạt động rất là tốt anh chị, như vỏ lốp cũng còn dày, cam niền cũng còn sáng sủa, máy móc thì có làm lại rồi. Cục máy chạy nhẹ anh chị, không lì ha. Đó, dàn chân thì nó hơi cũ anh chị, dàn áo cũng theo năm tháng như thế này luôn. Biển số Sài Gòn. Cái xe này thì em quay lên cũng nói anh chị mình luôn. Anh chị nào mà mua về để đi á, thì anh chị về anh chị mở cái lường này ra nè. Chị mở lường này ra, anh chị chấm vô chỗ điểm kia kìa. Cái điểm cái bách sườn kia nó bị cái đất nhà bè nó, đất mặn nó, nước mặn nó ăn cái chỗ đó, nó bị lủng chỗ đó đó. Anh chị về anh chị hàng cái miếng thiết vô đó xong nha, là phải mở cái ốp sườn này ra, với lại mở cái nắp cái lường dưới ra thì anh chị mới chấm đó được. Tại vì em không có thời gian làm, em nói thật sự bên chị là rất là lâu bô công việc, em không có thời gian em làm mấy cái này, chứ máy này rất là đơn giản. Nhưng anh chị nhìn dưới xe thì đồ rinh nó cũng còn khá nhiều ha. Bô bọng còn rinh, buộc phèo thắng đĩa 209 màu xanh đen, đúng màu, đúng giấy, đúng đồ đàng hoàng anh chị nha. Máy rất là êm, bình đề đầy đủ. Thì em nói sale cho bà con mình đầu like thì em sẽ làm nha. 6.500.000 đồng tại cửa hàng, không bao ship. Anh chị nào mà mua xe chưa có xe đi làm nha, nếu như mà anh chị đi làm công ty, công nhân thì anh chị không cần phải làm đó luôn, anh chị cứ để anh chị chạy bình thường.
chỉ sợ anh chị nhiều khi anh chị chữa hàng hay gì thêm á thì anh chị cần về hàng xưa cái bách dưới lại. Còn nếu như là công ty công nhân thì để về chạy bình thường không sao hết vậy nha. Vì chú này cũng đang sử dụng rất là bình thường. Đó, cô chú anh chị nào mà chưa xe làm giá 6.500.000 tiền ship thì anh chị trả giùm em. Đó, nó nhanh gọn lại trong like đầu like luôn. Đây. Và tiếp tục thì em lên sóng cho anh chị một chiếc nữa nha. 59N103327 cũng là RSX Bolon mẫu 100 đời 2009. Cái xe này thì nó thật sự là nó quá chi là kinh khủng anh chị. Em mới vừa mua về nó dơ, rất dơ anh chị. Rất dơ anh chị nhìn nè. Đó, rất dơ mà mình sườn vào cái xe này thì không có điểm nào chê. Đầu nồi zin máy móc chưa đụng chạm, dàn áo dàn chân nguyên zin. Xe này có thay là cái phuộc sau anh chị. Đó. Còn anh chị mình nhìn vô cái xe này, đúng chất zin theo năm tháng anh chị, chưa rửa nè. Quay bà con mình coi đó. Cam niền oxy nè. Tem đất, tem cặp te đồ còn đầy đủ trên chiếc xe RSX 100. Lốc máy là cực kỳ đẹp nha bà con. Ví dụ như anh chị cô chú mua mà trước mắt thì em về em chưa rửa, nhưng mà khi anh chị coi trong YouTube á, anh chị muốn xem lại cái hình ảnh nó sau khi rửa xong như thế nào thì em sẽ quay kỹ lại cho anh chị xem. Còn nói về máy móc là không cần phải suy nghĩ nha anh chị. Đó, các mấy cái con này hồi đó cứ xe mới nổ sao giờ nổ y vậy đó. Em cực kỳ em. Đây thì tay cầm nè, và kiến chiếu hậu riêng theo xe vẫn còn anh chị. Đó, xe ngay chủ ngay tên nha anh chị. Đầu máy quá đẹp anh chị, không nhớt không nhau, xe chưa rửa mà xe rất là đẹp nha. Cái mẫu mà RX 100 mà xe đẹp như thế này là em khoái lắm anh chị. Nó rất là dễ bán anh chị nha. Em cũng rất là thích và đặc biệt khách hàng cũng rất là yêu quý, yêu thích cái dòng này. Rồi bây giờ em chốt cái con này là 11 triệu anh chị. Đó, giá em bán một giá một anh chị, 11 triệu đồng RSX 100 đời 2009, hai cặp xe này như nhau. Như anh chị em đã thấy, một chiếc xe này nó cũ hơn và em đã sale giá bà con mình là 6.500.000. Tại vì em đổi của khách được cái giá nó thêm nó mềm chút xíu, em chia sẻ lại cho anh chị. Còn chiếc xe này làm xe zin nguyên thủy hồi đó đến giờ tất nhiên nó phải cao. Cũng phải là cao so với một chiếc RX 100 mà giá này là rất là bình thường anh chị. Đây. Và tiếp tục nữa nè. YS 110 bữa giờ bà con mình hỏi dòng này rất nhiều, mà Diệu Nguyễn hôm nay có về. Chiếc xe này em mới lột keo dàn áo anh chị, dàn chân là bao đẹp luôn, câm niền Gucci toàn tập anh chị, biển ở Sài Gòn. Đời 2011. Đó, chiếc xe này là một đời chủ một người xài, ngay chủ ngay tên. À, giá con em bán con này là 9.800.000 đồng anh chị ơi. À, xe bán giá 9.800.000 nha, một chiếc YS 110. Xe còn rất đẹp nha anh chị. Đây, ở đây em bán hàng thì em nói thiệt anh chị là em bán theo cái chất của chiếc xe. Như anh chị nhìn vô cũng thấy nè, đó, đùm bánh đẹp không nổ nè, gấp ghiếc đẹp nè, lốc máy là cực kỳ đẹp anh chị nha. Nói chung những cái dòng xe này thì nó rất là nhiều cái giá cả thị trường, có nhiều chiếc hơn 10 triệu, có nhiều chiếc dưới 8 triệu cũng có. Thì cái dòng xe này là bán theo cái chất xe như thế này là riêng nguyên thủy của nó như thế này luôn. Em chia sẻ với anh chị cô chú mình, chiếc này là 9.800.000 nha, tại cửa hàng. Máy móc bảo hành cho anh chị mình 6 tháng nha. Và để tiếp tục cập nhật cho anh chị mình nữa thì còn nhiều lắm, hôm qua em về gần cả 10 xe là nó gần cả 10 xe để phục vụ cho bà con, rất là nhiều những dòng quay nhỏ nè. Và đây, tối hôm qua mới về một chiếc xe này, không thể nào bỏ lỡ anh chị, một chiếc xe Dream Thái biển ở Sài Gòn, xe khách đã dọn mới tinh từ trong ra ngoài, từ cái câm cái niền cái bô cái bồng, thì tất nhiên chiếc xe này ở đây em bán một cái giá tầm trung, rất trung, rất là mềm. Cho nên là anh chị của chú mình biết rồi, những dòng rim Thái thì ví dụ như em bán nè, bình xăng con là đầu nòng ET, lốc mồi, lốc nồi, lốc máy, rinh. Còn ví dụ như mà những cái bô và niền đồ thì bây giờ là người ta đã thay mới hết rồi nha. Đó, bẩn này là cũng bẩn rinh mới nè anh chị nha, phục trước cũng còn rinh. Còn cái niền bọng thì lâu ngày người ta thay niền khác hết rồi, chứ không thể nào còn đồ theo xe đâu. Cạc te cũng rinh mà người ta sơn lại nha anh chị. Đó là những cái món đồ cần thiết trên chiếc xe mình thì nó còn rất là hoàn thiện, và xe người ta dọn rất là mới. Thì em chia sẻ với anh chị, một chiếc xe này em bán giá chỉ có 13.500.000 anh chị nha. Biển ở Sài Gòn, giá 13 năm, rất là tầm trung, bình đề nhẹ nhàng nổ. Số máy chạy rất êm, anh chị cô chú mua về là chỉ được sử dụng. Ở đây thì mấy cái này vẫn còn rinh nha anh chị, mấy cái cầm nè, mấy cầm tắt nè, rinh nè. Đồng hồ nè, mấy cụm đề vẫn không zin hết nha anh chị nha. Đó, giá là 13 năm.
đó, em mua bán nhanh gọn, có sao nói vậy. Và bữa nay thì cũng vô mùa học sinh mà không biết anh chị đã chọn cho con mình được chiếc xe cúp nào mà đẹp như thế này không anh chị? Đẹp như xe salon luôn anh chị. Ốc tá nó còn trắng như xe mới nha anh chị. Chỉ có 12.000 cây số vỏ còn theo xe cả cặp nha. À, 12.000, hãng của Dalim Hàn Quốc anh chị nha. Một chiếc xe cúp 50 dành cho học sinh sinh viên. Đó anh chị thấy nhìn vô chiếc xe này nó rất là ngầu anh chị. Nó rất là cứng cái xe, anh chị nhìn vô bánh mâm thì nó cứng. Em cũng có một chiếc y dày và bánh căm, nó rẻ hơn. Còn cái chiếc này là bánh mâm biển ở Sài Gòn, ngay chủ bao công chứng đó. Con này em chốt cho anh chị mình là 11.500.000 nha. Anh chị ơi, nó thiệt sự là tiền nào thì của nấy thôi. À, chiếc cúp ở trong nhà của em á thì cái giá nó có 9 triệu mấy thì nó khác. Nó cũng đẹp nhưng mà nó không có được đẹp như con này. Như con này thì em bán 11 năm là nó quá chi là tuyệt vời. Nó còn y như là xe trong salon anh chị ơi. Nếu như mình mua xe cho con mình đi học mình làm mấy chiếc này anh chị. Mới ken xào en như thế này luôn nè. 11.500.000 ngay chủ bao công chứng giấy luôn. Rồi sau một chiếc cúp thì em đến với một chiếc SUV Viva biển ở Cà Mau. Anh chị mình cũng biết Viva FI 115 cái dòng này thì rất chi là hút hàng và chạy cực kỳ lợi xăng. Con này là nguyên zin từ dàn áo tới dàn chân. Máy móc là đều zin cả nha anh chị. Đời của nó là 2013, đầu nồi chưa đụng chạm, FI phun xăng điện tử. Anh chị nhìn vô chiếc xe cũng đã biết đúng chất một xe zin bánh mâm. Em chốt bà con mình chiếc xe Viva này với cái giá là 11 triệu nha anh chị. 11 triệu tại cửa hàng. Thì em cũng nói thiệt với anh chị mình, ví dụ như cái con Viva mà anh chị mua giá nào cũng có hết, anh chị mua xe mà dưới 10 triệu nó cũng có. Nhưng mà nó không được như vậy đâu, nó sẽ cũ hơn và nó xấu hơn. Còn xe em thì nó hoàn thiện hơn, máy móc em bảo hành tới 1 năm. Em chốt là 11 triệu đồng. Anh chị nào mà yêu mến dòng Viva đi đường xa đường gần, anh chị lấy chiếc này chạy rất êm và rất đầm nha. Và cái đặc biệt của chiếc xe này là FI nên chạy rất là lợi xăng. Dòng của Suzuki dòng này đi rất lợi xăng. 11 triệu và tiếp tục là một con quay. Con quay Alpha nha anh chị. Đúng màu. Đúng màu nha. Xe này á là cái phong cách của người ta dọn á là anh chị đã biết rồi nè. Kiểu như là người ta dọn lên con ZX. Nhưng ở đây Diệu Nguyễn thiệt sự là em về em nhìn cái bộ áo nè, nhìn bộ áo màu đỏ tươi nè. Đỏ tươi này là em sẽ vô cái tem nghệ thì em mới dán tem luôn á. Tem này em dán tem xịn ra ngoài nha. Em vô tem nghệ ra ngoài. Cho cái Alpha mà đỏ nghệ nó đẹp. Đó, cái con này là lên đĩa zin nha anh chị. Đây nè. Lên thắng đĩa zin của quay ZX nha. Đây, xe này nó không có cái gì mà anh chị để chê nè. Phục nai. Bô quay thái 110 anh chị. Đúng bô thái zin 110. Đó. Bô nữa khỏi phải bàn. Đầm bánh căm liền rất đẹp. Biển ở Sài Gòn. Máy móc là em như hơi thở nha. Dì Nguyễn đảm bảo với anh chị mình những cái dòng xe cửa hàng em. Nói thật sự không có chiếc xe nào máy keo, em dám nói vậy luôn. Tại vì em mua xe rất kỹ, những cái dòng xe về máy móc thì em bán rất kỹ. Mua bán không có lời bao nhiêu, công về khách nói người ta nói mình là rất là đau đầu giáp áo, cho nên em không bao giờ em bán cái dòng xe máy dở là em không mua rồi. Vì nó mệt lắm. Con này em chốt là 13 triệu đồng ngay quay Alpha. Cái kiểu mà lên ZX nhưng mà em không dán tem ZX là anh chị biết, tại vì cái màu đỏ này em ân dán tem này hơn, nó đẹp hơn ha. Với lại nó đúng với chiếc Alpha luôn ha. 13 triệu đồng. Còn ví dụ bà con mình ân xe zin thì bà con mình làm con này 2002. Xe không lai một món đồ nha, 2002. Đầu nồi có làm, máy giữa chưa trẻ nè. Alpha lốc đen 202, xe zin từ cái căm cái niền vẫn zin theo xe toàn bộ, bộ áo zin theo xe toàn tập luôn, biển ở Sài Gòn. Đó. Phố cũ người xưa. Anh chị cô chú mình thấy không? À, nó nhiều giá anh chị mình lựa. Đó, anh chị thấy xe còn chắc xe là chắc. Xe zin như thế này bà con mình thấy từng cái gấp vẫn còn tem nè. Đó. Cái cần thắng, cái giò đạp, cái lốc nồi vẫn còn đồ zin mộc mạc của nó theo năm tháng. Chiếc Alpha mà anh chị đang xem bây giờ nè, là cái chiếc này nó nhìn nó siêu mộc luôn nha. Đó, em bán là 13 triệu rưỡi. Máy nổ là em ru, bảo hành cho 1 năm như xe mới đằng qua. Anh chị muốn chạy đâu chạy cũng được, em bảo hành cho anh chị tới 1 năm ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục với những dòng xe đẹp hơn chút nữa đây anh chị. Tiếp tục với những dòng xe Alpha đẹp hơn chút nữa nè. Thì trên màn hình anh chị xem bây giờ nè. Đây là một con Alpha em nhập đội cách đây được một bữa nè. Đó. Em nhìn cái xe này là em mua liền, em không cần phải suy nghĩ anh chị. Anh chị nhìn vô thì anh chị coi dàn chân của nó nè. Đó, cái dàn chân nguyên thủy như thế này anh chị. Dàn chân nguyên zin như thế này nè. Căm niền Gucci. Dàn áo zin. Đẹp, rất đẹp luôn. Mấy cái tay cầm nè, mấy cái gù vẫn còn zin. Và đặc biệt anh chị coi mấy chiếc xe này là em sẽ, cái xe này á là nó có bẩn đầy đủ.
Nhưng mà cái cặp bẩn của nó thì nó không có đẹp. Em nói thiệt bên chị vậy, cái cặp bẩn mà nếu như muốn đẹp á thì mình bỏ ra vài trăm mình sơn cặp bẩn lại cho nó đẹp. À, còn cặp bẩn của nó không đẹp mà cái máy của nó thôi khỏi phải nói nha. Sườn anh chị coi sườn, trời ơi xanh giận. Rồi đầu nồi chưa đụng chạm một vấn đề gì trên chiếc Alpha này nha anh chị. Đầu nồi chưa rớt bà con mình coi dằn chân nó sắn như bông bưởi nha. Đó, 2005 bản cuối đời anh chị. 2005 cuối đời nè. Một chiếc Alpha lốc trắng nè. Bản này là anh chung nó ra một thời với ZX nè, 2005 bản cuối đời của Alpha nè. Biển ở Sài Gòn, xe Ring. À, đầu nồi chưa rớt, anh chị nhìn vô cục máy là cũng biết rồi đó. Bán là em bao chứ không phải nói tầm bậy tầm bạ anh chị. Con này thì chắc của nó quá đẹp anh chị ơi. Đầm bánh của nó nè, anh chị coi nè. Đã không? Phuộc phèo nó nè. Cái sâu ring của nó mà nó cũng còn rất là đẹp, chưa bị bể miếng nào nha anh chị. Thường thường mấy cái sâu này nó hay bị bể lắm nha. Xịt nước rửa xe mà xịt mạnh vô đây là nó cũng bể đó. Đó, ốc nè. Chưa đụng chạm luôn anh chị nha. Đó. Rồi, con này bây giờ em chốt cho anh chị con chú mình là 18 triệu. Bớt cho anh chị 500, một giá một. Rồi, anh chị mình coi ok chưa? Bớt 500 là còn 17 triệu 500 nghìn đồng. Alpha 205 máy zin, xe vẫn đầy đủ. Mà cái máy xe này thì em nói thiệt với anh chị. Anh chị không cần phải suy nghĩ nha. Cứ xe mới nó nổ mà sao lại em đảm bảo anh chị nổ vậy trời, em ru không một miếng hú hí. Đúng chắc xe zin là anh chị ra anh chị nổ cái bô lên anh chị, ngay cái bô này nó nổ dòng tan luôn. Cái cổ bô ring luôn anh chị, nó ring nguyên thủy như thế này nè. Giá nào không có, tiền nào không có anh chị thấy không? Thường thường ở đây em bán ví dụ như 13 năm hay là 13 triệu thì nó cũng đã có một chiếc xe Alpha máy móc đã có làm. Bắt đầu đến 17, 18 đưa lên là bắt đầu qua máy zin, thì này thì máy zin mà máy làm cũng có thì 17, 18 nha anh chị. Đó, nó rất là nhiều để em chỉ anh chị mình xem quay lại em nói hết những cái xe chi tiết bên cửa hàng em như con này là bao chất lượng bà con mình luôn. Và 60C1 trên chiếc Quay A. À, con Quay A này là đời 2014, xe ring nguyên thủy anh chị, chưa làm một cái gì hết. Từ cái căm, cái niền, dàn áo, dàn chân là tất cả là đều là xe ring. Đó, đời 2014, biển ở Đồng Nai. À, Quay A 100 thì anh chị cô chú mình cũng biết rồi. Chạy rất chi là ngon, rất chi là êm. Xe còn rất đẹp anh chị, xe này cái dàn chân và cái lốc liếc của nó nè. Anh chị nhìn vô rất là đẹp luôn ha. Em bán là 14 triệu 500 nghìn nha anh chị. Xe đẹp lắm. 14 năm, đầu nồi máy móc nguyên zin, dàn chân dàn áo nguyên zin. Rồi em chốt giá cho bà con mình luôn. 14 triệu 500 nghìn đồng Quay A. Xe còn rất mới đời 2014 nha. Và tiếp tục đây nữa anh chị. Thì nói thiệt sự những cái dòng xe bỏ mẫu này anh chị đừng nói mắc hay là rẻ. Nếu như mà mình nói mắc hay là rẻ thì mình không bao giờ mua được những cái dòng xe này. À, cũng như ở đây em bán hàng thì em nói thiệt với anh chị, tại sao có chiếc xe 6-7 triệu cũng có chiếc mà tại sao đến 12-13 triệu cũng có chiếc thì nó cũng tùy theo mẫu chất lượng, thì em cũng xin nói thật là như vậy. Ở chỗ Duy Nguyễn á, thì nó còn rất là nhiều cái dòng RS này nè. À, còn được hai con VS thì cũng còn được mấy con á. Còn Quay RS là em có hai con cũng chung một đời này luôn. À, em bán một chiếc là 12 năm ở trong nhà kia kìa. Nó có một chiếc 12 năm cũng rất là đẹp. Nhưng mà cái xe này anh chị nhìn vô cái giá nó khác xa hoàn toàn nè. Cái thì ở thứ nhất á, là một chiếc xe RS mà nó còn ring nó đẹp cỡ như thế này thì anh chị cũng biết rồi. Đó, làm sao mà có rẻ để mình mua đúng không anh chị? Nhìn vô bốn ốc đĩa này, chưa mở một lần nào hết. Chỉ có dặm cái phục trước lại chứ còn ngoài ra không có chỗ nào mà sơn dặm hay làm gì hết. 206 là sườn xanh máy thái. Em chia sẻ với anh chị chiếc xe này thì nó thật sự anh chị mình tiền nào thì của nấy chứ không có nói là mắc hay là rẻ. À, xe cao thì tất nhiên xe đẹp anh chị nha. Đây, cái con này là em dám nói với cô chú anh chị mình là không lai một món đồ nào hết. À, từng cái căm, cái niền, cái phuộc, cái phèo, cái bua, cái bọng, tất cả nó còn rất chi là đẹp nha anh chị. Lốc máy, lốc nồi là cũng còn rất chi là mới nè. Thứ nhất và thứ hai là hai chìa khóa nè. Thứ ba là ngay chủ, ngay tên, anh chị muốn công chứng ủy quyền cũng được hay là mua bán cũng được, sướng là chỗ đó. Ở hồi đó giờ chỉ có một đời chủ, một người xài trên chiếc RS này. Anh chị nhìn vô lốc máy của nó, đã không? Giò ra cặt te các anh chị thấy đã chưa sơn, chưa bắn một điểm nào nha. Còn rất là đẹp luôn, biển ở Sài Gòn. Con này em chốt giá là 18 triệu. Em nói thật với anh chị mình như vậy. Em bớt cho anh chị mình 500 là còn 17 năm ngay chỗ bao ký. Chứ còn ví dụ như anh chị muốn lấy hàng rẻ hơn thì nó cũng có nha, cũng có xe đẹp chứ không phải là không đâu. Nhưng mà một chiếc xe mà nó đẹp mà ngay chỗ ngay tên như thế này thì nó hơi hiếm. Với lại nó nguyên zin cho nên là giá nó hơi nhậu hơn.
Nói thật bà con, giờ còn anh chị muốn mua xe cỡ tầm 12 năm, anh chị chờ em một lát nha. Lại tiếp tục với một chiếc xe đẹp mà anh pha xe đẹp anh chị. À, lốc trắng đời 2003 chữ công. Anh chị nhìn vô cái bộ áo và bộ chân xe này thì nó không có một cái điểm nào mà để mình che được nha. Không lai một món đồ anh chị. Chỉ tiếc một cái là cái con này nó thật sự anh chị mình nè. Em dám nói một câu chân tình như thế này luôn. Trên chiếc xe này á chỉ có như thế này nó mới bắt đầu anh chị. Thật sự là nếu người ta không biết đường á, người ta vô tiệm sửa xe, người ta đi sửa xe là người ta nói mắc hơi mắc đồ, người ta rớt đầu thôi. Chứ còn nói xe này em dám nói bà con mình, nếu như mở cái đồng hồ ra mà đây không có đúng cái 51.000 cây này, em dám chịu gì không chịu. Tại vì cái chắc xe này nó còn y như quay như bình thường, mà cái chìa khóa riêng của nó mà nó chưa vàng bao nhiêu thì anh chị mình cũng đâu biết rồi. Cái sườn của nó là không cần phải tả đâu, em nói thiệt vậy. Chỉ có rớt cái đầu là do người ta không biết, nhiều khi vô tiệm rồi người ta nói này nói kia thì nghe nói sao nghe vậy thôi. Chứ cái chắc xe đi cửa dạy thì không thể nào mà rớt đầu so một chiếc xe lốc trắng được. Cái con này thì đi gắt chân của quay thái nha anh chị, gắt chân dài đó anh chị, chọn đẹp. Còn câm niền Gucci phục phè, anh chị nhìn vô dần chân như vậy làm sao mà nói phải được. Nhưng ở đây thì Nguyễn bán hàng là em nói thật vậy, cái nào rớt nó rớt, riêng nó riêng chứ không bao giờ nói tầm bậy tầm bạ là không bao giờ có. Đó, con này là cái sườn mỏng của nó là anh chị không có che được một điểm nào, đúng 51.000 cây. Đó, máy móc là nó nhẹ như bông gòn anh chị, lên đây mà nổ máy lên cái anh chị mua được liền luôn, em ru và ru. Tại vì cái xe này em thích một cái chỗ như thế này anh chị, nó đẹp. Mà cái gì cũng vậy anh chị à, nó đẹp mà nó máy nó ngon, tất nhiên nó phải có giá rồi. Anh chị nhìn vô cái bình xăng của nó đi, cửa dại đó, chưa sơn chưa bắn lần nào mà nó đẹp cửa dại thì anh chị nghĩ đi, làm sao mà mình che được cái chỗ nào đâu anh chị, để đúng không? Như con này là em bán đúng giá là 17 năm nha anh chị, biển ở Đồng Nai. Đó cũng là một cái xe ring màu đỏ, nó cũng đẹp cửa dại, em bán cũng có 17 năm. Nhưng mà cái xe này nó thiệt với anh chị không che được điểm nào, không thua cái gì. Đó, và em cũng bán là 17 năm, anh chị muốn lấy con nào lấy, tùy. Đó cái vô coi thoải mái anh, muốn lụm con nào lụm. Trong nhà còn mấy con nữa nha. Rồi và tiếp tục em đến với anh chị con quay A nè. 2015. Xe ngay chủ ngay tên đã ký ủy quyền về cho em Dì Nguyễn rồi nghe anh chị. Con này thì nguyên zin về máy móc, đầu nồi chưa đụng chạm. Cặp kính chiếu hậu vẫn còn zin theo xe. Quay A đời 2014-2015 mẫu 100 anh chị nha. Ngay chủ bao cái giấy em bán 14 năm. Anh chị ơi, lụm liền luôn nghe. Mấy cái giá của quay A là em nói thiệt bên em nhiều quá em bán giá này chứ còn. Nó bình thường mà anh chị mình cũng biết, ví dụ quay A trong đó cặp màu xanh em bán 12 năm. Nó cũng nhiều giá để cho mình lựa, nhưng cái con này thì nó thiệt là ngay chủ ngay tên. Bao công chứng cho anh chị mình một nốt nhạc nha. Không lai một món đồ nào hết. Từng cái căm cái niên vẫn in theo xe. À, thì anh chị cô chú mình chia sẻ với con này em chốt cho anh chị mình 14.500.000. AB2010 nha anh chị, mâm 6 lá. Xe này dàn áo zin, máy zin, dàn chân là có sơn lại bộ mâm và có xi vàng ốc cho nó đẹp, cho nó mới. Anh muốn mua xe gì anh? Rồi đây cô chú anh chị mình AB2010 nha. Mâm 6 lá có sơn lại bộ mâm với lại cái xi máng ốc cho nó đẹp nè. Thì ở đây con này em bán là 14 năm nha cô chú anh chị mình. Đó máy móc zin và Dì Nguyễn có bảo hành cho anh chị tới 1 năm. Thì anh cứ vô trong anh coi rễ đi ha. À, khách hàng ở đây và ở tại cửa hàng em và cũng nói luôn tại sao Accenter đây có chiếc là 216 thì tại sao em bán 20 triệu. Có thể là cao gần khác 1-2-3 triệu. Mà tại sao con này 2018 em bán chỉ có 18 triệu 18 năm. Thì anh mới kêu sao lại vậy, nhưng mà đó mình bán đều là chắc xe zin, nhưng mình bán theo cái chắc xe là theo cái độ bền của người sử dụng, của bền là do người. Đó, em cũng nói thật cái vậy. Thì con này là em bán 14 năm nha anh chị, xe rất đẹp rất mới. Đó anh chị mua những dòng xe này về là chỉ có đổ xăng là đây. Em bán xe là em dám khẳng định với anh chị vậy luôn, chứ không phải là mua xe về để chạy, chứ không phải mua về để sửa. Cho nên là nói thật sự là như vậy. Nhiều khi mình mua xe cũ cỏ 12 triệu 13 triệu mình về mình sửa chứ nó cũng đâu vô đó thôi. Rồi và tiếp tục là AB2008 sân cơ. Mà chiếc sân cơ này còn rất là ngon anh chị, máy móc là zin nè, nổ em rất êm. Thì ở đây em bán hàng thì em cũng nói thật với anh chị mình, cái chất xe là xe zin thì em bán 7 triệu 8 nè. Giá này rất là mềm mại cho anh chị mua đi làm nha. AB2008 xe chưa sơn dầm bắn tút một lần nào hết, máy móc của nó chưa rớt đầu, xe zin. Thì chia sẻ với anh chị con AB. Còn bài Center như em đã nói này, 2016 xe rất là cộp nha anh chị, rất là mới, biển ở Đồng Nai em bán 20 triệu. Đó 2016 và 2018 là em bán chỉ có 18 triệu cho anh chị mình luôn. Accenter xanh GB cũng máy zin nhưng mà nó rẻ hơn.
thì cái chiếc xe này tại sao rẻ hơn thì ở đây là thứ nhất là chiếc xe này á, nó không được giữ gìn bằng chiếc xe này đúng không chị, cho nên nó phải rẻ hơn. Lên một số đồ chơi như là ốc la da kiển kiển thanh thanh này nọ thì tất nhiên xe ở đây em bán, với lại nhiều khi mua vô thì cái giá nó mềm mềm, chia sẻ cho anh chị mình luôn. Còn chiếc nào lỡ ôm cao rồi thì cũng chấp nhận cũng vậy nhá, mua bán thì có này có kia. Anh mới hỏi em đặt câu hỏi tại sao Adventure lại như này rồi quay A, sao tại sao có chiếc 12 năm, chiếc 15 năm, 14 năm thì cũng có nhiều giá. Như con quay A em bán một cặp này luôn nè, chỉ có 12.500.000 nè một chiếc nha anh chị. Mà vô tới con quay A này là 2016 nè, cặp kiến vẫn còn green, cái xe này thì nó mới ken như cái thùng luôn. Xe này thì không có điểm nào mà để nó che cái xe này được, cục máy nó còn trắng như xe mới luôn anh chị nè. Đó, xe này em bán 16.500.000 nè anh chị. Nhiều giá lắm. Thì nó xe cũ ở đây em bán theo cái chất của mỗi chiếc xe. Anh chị nhìn chung chiếc xe này nó cũng phải là được 90% so với chiếc xe mới đó anh chị nha. Thì giá của nó là 16.500.000 bô ống điếu anh chị, đời 2016 bản cuối đời, cuối vôn. Anh chị cô chú nào mà yêu mến dòng quay A bỏ mẫu thì anh chị chia sẻ với em con này. Và tiếp tục là đến con rim lùn 99 biển ở Long An, xem ngay chủ ngay tên. Xe này đã dọn lại mới từ dàn áo tới dàn chân, em chốt 16 năm, máy móc đầu nồi rớt, máy giữa chưa trẻ, 16.500.000. Riêng dòng rim lùn béo đời 99 này mà lên chạy là anh chị chỉ có ghiền, xe nhập Thái anh chị, chạy là chỉ có thích liền. Em thì em đã chạy rất là nhiều xác xe đời rim lùn này rồi, và em cũng cảm nhận được chiếc xe hai mấy, ba chục, ba mấy và chiếc xe mười mấy, 20 nó cũng có rất là nhiều cái, nhưng mà cái nó về cục máy của nó thì nó rất là ngon, nó đều như nhau. Tiếp tục là một quay Thái chăm áo rin, dàn chân là cũng có đồ rin rất là nhiều, xe này không có lai đồ gì nhiều hết anh chị. Găm niền Gucci, phục phèo rin, đầu lòng sắt rin anh chị, đầu ET bô bọng rin 100, phục phèo đồ rin hết, dàn áo thì theo năm tháng nha anh chị. Đó, con này em bán là 14.000.000, bên đây xả cho anh chị mình con này 14.000.000 nha. Thì nói thật sự bà con mình chứ quay Thái chăm mà giá này thì nó quá chỉ là bèo rồi. Lóc liếc đẹp, dàn chân đẹp sạch sẽ, máy móc rất là ngon, bảo hành cho 1 năm, phục phèo chạy rất là êm ha. Còn quay A biển ở Sài Gòn nè, con này đời 2013 nè, máy chưa đất đầu, máy rin em chốt 12.500.000 anh chị. Đó, xe rin 12.500.000 biển ở Sài Gòn. Và con biển 59B2 này là đời 2014, cũng là một chiếc xe rin. Đó, em cũng chốt là 12 năm luôn. Anh chị muốn lấy con nào lấy tùy, tùy lòng khách hàng của mình thôi. Chứ còn mấy cái dòng này thì em dám hứa với anh chị là cứ bảo hành cho 1 năm để anh chị mình sử dụng thoải mái vậy cho nó dễ. Rồi vào đây. Còn chiếc trong này nữa anh ơi. Còn chiếc trong này nữa. Hồi nãy giờ thì cũng dướng khách lưu bu rất là nhiều, cho nên là em không có tập trung cái video cho nó mấy bữa suôn sẻ như mọi khi được. Thì cũng mong là anh chị thông cảm. Như cái Vision này thì em bán ở đây anh chị là 2018. Chất xe là rất là đẹp, còn cửa tầm 90% so với những dòng xe trong hãng. Thì em chia sẻ với anh chị con xe này là 20 triệu một con. Và biển thành phố có, tỉnh có nha. Thì xe bao ghim toàn bộ cho khách hàng của mình. Thứ nhất và thứ hai là dòng xe này không có bị trầy xước nhiều. Chất xe là người ta đi từ ngày xưa giờ nó còn đẹp như thế này luôn nha. Cứ vô trong lựa thoải mái anh chị. Đời cao 2022 mua cho học sinh đi học nha. Rồi và tiếp tục là Phu 2 màu xanh đen, nhưng người ta sơn là màu vàng đen. Thì giá này chia sẻ rất nhiều rồi. Thì cũng có một cái anh điện cho em để chốt cái xe này, nhưng mà anh nói em là bây giờ phải sơn lại cho anh. Thì em nói thiệt là em không dám nhận anh chị. Tại vì sao? Tại vì mình không có thời gian. Chứ còn cái này dặm lại thì cỡ tầm vài trăm ngàn chứ không nhiều. Thì những cái màu vàng này thì mình sơn lại màu xanh thôi. Thì con này người ta đã dọn mới cho mình rồi, em chốt chỉ có 12 năm thôi nha, 12 năm. Và anh chị mua thì em còn tặng cho anh chị thêm một cái bô. Tại vì khách người ta cho em được cái bô, cho nên em tặng lại cho anh chị mình. Tại vì khách cũng phải có nhu cầu để bán, người ta mới mua cái bô để thay. Nhưng mà bô người ta không có hàng sẵn rồi. Tặng cái bô còn đẹp luôn nha. Giá của nó là em bán cho anh chị mình là 12.500.000. Tiếp tục là Phu 1 anh chị, màu xanh Tiger 2002. Xe là đồ rin nguyên thể nha anh chị. Mộc mạc theo năm tháng, giá chỉ có 12 năm. Thì ở đây mong bà con mình chia sẻ những con xe Phu chờ cửa hàng em là một phương tiện đi lại rất là rẻ tiền mình bỉ nha anh chị. Thì cái dòng Phu chờ này thì cũng quay anh chị mình, cái con này người ta có dán keo dán sắt lên cái viền đầu đèn này thì nó hơi mất thẩm mỹ chút xíu. Nhưng mà thật chất bên chị của chú mình là đi nó không có rè. Thì nó tốt gỗ hơn, tốt nước sơn anh chị, nó giờ chứ mộc mạc nó vẫn ngon hơn. Đây, cô chú anh chị mình thấy khu chờ đắt liền nha, giá chỉ có 12.500.000 thôi anh chị nha. Cam niền Gucci toàn bộ, áo rin, dàn chân đẹp, máy ngon. Rồi tiếp tục khu chờ Neo Kim 209, lên dàn áo của Neo Kim, Neo FI 209, anh chị chia sẻ với em con này.
Con này đầu nồi gớt em bán cho anh chị 21 năm và tại sao giá như vậy thì cũng thưa anh chị mình. Tiền nào thì của nấy và tùy theo chiếc xe, ví dụ như biển số hồi cái lai trước em bán con Neo 17 năm đó anh chị cũng đẹp, nhưng mà con này nè thì máy móc nó êm ngon chất lượng và người ta đã lên một bộ áo FI của 209 cũng rất là mắc tiền. Bây giờ bán thì mình không có bán được cái giá lên đâu anh chị, chỉ bán 21.500 giá bình dân của một dòng Neo anh chị nha. Phu chờ mập đời 2013, xe màu vàng đồng, chất xe ring. Xe này thì nó thật sự là có đứt dây xanh cam, cho nên là người em cũng nói thiệt với khách hàng của mình luôn, nó chạy xe như thế này đứt cái dây xanh cam giữa đường thì không có xe nào hoạt động được hết nha anh chị. Nó đứt cái dây xanh cam giữa đường cái vô tiệm sửa xe rồi mở đầu ra xáy xúc bắp hết đường luôn, em cũng không biết hiểu luôn. Thì nói chung mấy anh thợ mấy anh thầy thì mấy anh vẽ ra thôi, chứ còn nó thật sự mua bán thì ở đây dì Nguyễn cũng nói thật với anh chị mình, xe không có chiếc nào mà đang chạy mà đứng giữa đường hết, trừ khi mà nó không có nhớt thì nó khô máy lốc bê thôi, chứ còn không hoặc là đứt xanh cam thôi, chứ còn ngoài ra xe xanh cam nó rất hiếm khi đứt anh chị, không dễ gì mà thấy được xe xanh cam nó đứt, rất là hiếm. Nhưng mà trường hợp nào cũng có xảy ra, tùy theo xe thì mình cũng chia sẻ với anh chị mình, cô chú mình là như vậy. Chứ còn mua bán thì con này nguyên zin, chỉ có rớt ở đầu cầu khói nha. Rồi chia sẻ con này là 14 năm, bán 14 luôn nha. Phu chờ một biển ở Sài Gòn, xe dàn áo đẹp, dàn chân đẹp, có vô bộ bánh mâm. Thì anh chị ơi, mỗi người là mỗi sở thích, em bán chỉ có 11.800.000. Nếu như anh chị cô chú nào mà ở vùng nước biển, nước mặn, hay là những anh chị mình rửa nó dễ hơn thì anh chị chọn bánh mâm, chứ cũng có mỗi người là mỗi kiểu anh chị. Có người thì ưng cái cam ring, có người là ưng bánh mâm. Thì con này màu rất là tươi tắn, rất là đẹp đẽ anh chị, đầu máy ET máy Thái nghe em chia sẻ chỉ có 11.8, anh chị nhìn vô nước sơn còn rất là bóng bẩy đẹp đẽ nha. Và quay S thì con này của em đi chỉ có 37.000 cây anh chị ơi, rất là mới và rất là cột, đời 2009 anh chị, ngay chủ ngay tên. Xe này thì nó thiệt với anh chị mình, chỉ có ai mà thiện chí mua hoặc là nó thực sự là yêu mến dòng xe này thì mới mua được, chứ còn giá của nó rất là tới nha anh chị. Em bán 20.000.000 đồng, rất là cao, chứ em không nói rẻ đâu, rẻ thì em không dám nói rẻ. Còn ví dụ như bà con mình muốn mua xe tầm 10.000.000, 11.000.000 thì ở trong nhà đó cũng có một chiếc xe ring, nó cũng y như thế này luôn, chỉ có 10.500.000 nha. Và Sigut thì em bán giá là 12.000.000 đồng anh chị, đời 2014 này, mới chát luôn anh chị ơi, 12.000.000. Thì ở đây dì Nguyễn thấy những cái đời 2014, 2015, 2016 cái đời nó trở lại thì cái bản này nó đẹp hơn cái bản sau anh chị, đúng không anh chị? Cái bản sau cái bô nó to quá, nhìn nó không có đẹp, với lại cái tiếng bô nó không có hay anh chị nghe. Em theo em là cảm nhận như vậy đó, còn không biết anh chị như thế nào. Thì ở đây em cũng bán giá con này là 12.000.000 đồng, còn Sigut rẻ hơn cũng có rất là nhiều. Con WS này 20.000.000 thì tiền nào của nấy, cái chắc xe cái tiếng máy nó còn giòn tan nha anh chị. Rồi đồ của nó riêng một mặt theo năm tháng, cái gắt chân còn trắng phéo và bô bọc nó còn sâu gương được, cái này là nó dơ thôi đó anh chị, chứ còn rất là đẹp luôn nha. Cũng như cái con này nè thì em cũng quay luôn cho anh chị coi nè, nó cũng là một chiếc xe nguyên thủy, nguyên zin, chưa đụng chạm, câm niền oxy toàn tập, từng cái tay thắng tay gù vẫn riêng theo xe nguyên thủy, câm niền oxy toàn bộ, máy móc chưa rớt đầu, biển ở Sài Gòn, mà giá 10.500 thì ở đây em bán theo cái phong cách là xe này người ta đi đồ ring nhưng mà nó hơi cũ thì tất nhiên giá nó phải mềm như thế này mới bán được. Còn những chiếc xe mà nó cộp, nó đẹp, mà nó ring, mà ngay chủ nó thì tất nhiên cái giá nó phải cao hơn. Theo em suy nghĩ thì những cái dòng xe mà như chiếc xe đó bây giờ mua quay A110 mới bây giờ 19-20 triệu thôi, để mua quay S nó chạy ngon hơn nhiều, đời 2009 đi nó cũng sướng hơn những cái dòng xe bây giờ. Con này cũng 10.000.000 bạc, biển 29 Hà Nội nghe, RSX FI 2015 anh chị ơi, máy ring xe ring nhưng mà biển số nó hơi xa anh chị, nếu thị trường ở trong Sài Gòn Bình Dương mình thì cửa tầm 12.000.000 đồng, nhưng mà nó ở ngoài biển Hà Nội cho anh chị chia sẻ với em hay là những anh chị của chú nào miền Bắc cần cái xe tầm 10.000.000 đồng thì lượm con này liền nha, có đâu nữa anh chị ha. Giá này thì rẻ hơn cái giá của Sunco nữa rồi anh chị ơi, con này FI xăng điện tử nha, nguyên thủy trên một chiếc xe RX FI nha, nguyên zin toàn tập nha. Quay alpha quay nhỏ nè, 10.000.000 đồng. Hồi nãy giờ bà con mình coi cái đoạn đầu live thì toàn 12, 13, 14, 17 đúng không? Bây giờ em để cho bà con mình 10.000.000 đồng cũng có một chiếc alpha nhỏ, nó cũng em ru bà rù luôn, biển ở Bình Dương. Đó bà con mình thấy những cái dòng xe cũ thì đang cũng rất là nhiều giá để cho bà con mình dễ lựa. Anh chị ơi, nhìn nó cũ cũ vậy nha, như câm niền gucci, bô ring đồ còn hết đầy đủ hết, dàn áo cũng còn ring đó anh chị. Không có đẹp nha, nó đều thôi. Rồi một con cúp 50 dành cho học sinh sinh viên đời 2022, biển ở Thủ Đức em nha anh chị. Thì cái con này thì nó thiệt, nếu như nhu cầu anh chị ơi, anh chị mua những dòng xe cúp nè, con này em bán 10.500.000, cái chiếc đầu lai hồi nãy em bán là 12.000.000, thì nó có mỗi chiếc mỗi giá để cho anh chị mình dễ lựa chọn những dòng xe cúp đời mới bây giờ, nó còn mới chát anh chị ơi. 10.500.000 đồng mua cho con mình đi học những dòng xe đời cao nha.
và tiếp tục một chiếc 50, con này là 4S nha anh chị, xe hà nhập của Nhật Bản nha anh chị. Xe này đi 6.000 cây số này, nhập bên Nhật về thì bánh cốt trước cốt sau chưa mở anh chị, hai thì 50 à, biển ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai cái ta đèn đẹp không anh chị, càng càng quá. Xe này 50 anh chị, 50 dài nhân sinh dĩa nha anh chị. À, dòng xe này của Yamaha hai thì 6.000 cây số Udo, của nó là quá đẹp quá chuẩn anh chị. Con này thì anh chị mua chơi cà phê, chơi kiển hay là anh chị mua theo sở thích đam mê. Hình hài nó giống một chiếc Charlie nhưng mà nó không phải là Charlie, nó là 4S anh chị. Đây bánh chưa mở nghe, còn niêm phong luôn anh chị cô chú mình nha. Rồi con này em chia sẻ với anh chị mình, con này là 19 triệu đồng ha. Và tiếp tục cập nhật cho bà con mình dòng RS nè. Hồi nãy quay ngoài kia có một chiếc là 17 năm, bây giờ chia sẻ với anh chị chiếc này cũng đẹp, cũng zin toàn tập như thế này, em bán chỉ có 12 triệu rưỡi. Đó, em chia sẻ bà con mình có giá nào cũng có hết anh chị nè. Nói thiệt luôn, máy nổ thì như nhau cả, nhưng mà xe dụ xe này thì đầu nồi người ta có làm, nhưng mà máy giữa nguyên zin. Anh chị đừng có nói là đầu nồi rớt tại sao giá 12 năm, thì ở đây cũng không phải là chưa chắc là như vậy. Em bán là theo cái chất xe, như cái dàn áo nó còn quá đẹp nè, dàn chân nó còn đẹp, nó còn zin hết. Chứ ví dụ như mình mua chiếc xe mà nó zin đó mà nó không có đẹp thì anh chị có ưng ý hay không, đúng không? Ví dụ như nó zin mà nó cũ quá, màu nó bạc chạch, thì anh chị nghĩ đi, anh chị có thích hay không? Đâu có thích đâu, đúng không? Nhưng mà cái dòng này thì rất bền, dù Nguyễn có bảo hành 1 năm về máy móc. Xe rút như em đã nói, đời 2013, xe zin nguyên con, xe này nó dơ em chưa rửa nha anh chị. Chứ còn zin và máy ngon là ok lắm anh chị, không phải chê một điểm nào nghe. Em bán chỉ có 8 triệu rưỡi nè. Em chia sẻ bà con mình luôn một chiếc xe rút nha, 8 triệu 500 nghìn đồng, giá này có đâu nữa anh chị, đời 2013, zin nguyên thủy. Máy móc bảo hành cho anh chị tới 1 năm, anh chị cứ khỏi phải lo về cái vấn đề hư hao nha. Diệu Nguyễn đứng ra bảo hành cho anh chị 1 năm về máy móc cho anh chị mình sử dụng, yên tâm chưa? Biển ở Tây Ninh, cấp 78 dành cho học sinh sinh viên, biển ở Bình Dương ngay chủ. Xe này thì nó thiệt sự bà con mình rất là cao chứ không có rẻ. Tại vì sao? Thì con này là người ta đã sơn tĩnh điện cái dàn xám lại nè, bình xăng MD phụ trực lực thôi, sơn dọn từng chi tiết, từng cái vỏ, từng con ốc. Thì dọn không đã mười mấy triệu rồi, bây giờ em bán con này 17 triệu thì anh chị cũng mong anh chị có thể chia sẻ với em những con xe bên cửa hàng của em bán. Thì nó trong một con cúp đời mới nè, giá chỉ có 10,5, cúp đời cũ nè 17 triệu đồng. Đó, đi kiển, đi chơi, mua học sinh, sinh viên, đi học, đi hành, hay là anh chị cô chú mình đi chợ, đi tới đi lui, kiếm một chiếc cúp giá này cũng chỉ là giá trung thôi anh chị nha. Đó, mười mấy triệu bạc chỉ là một cái giá trung trên một chiếc xe cúp, máy rất là ngon, chất lượng mình nói lời mới. Anh chị muốn mua thì anh chị lên anh chị coi xe, anh chị thích liền luôn, dám nói anh chị hơi hám, rất là ok. Rồi Fashion, xe này niên trước còn gấp và lóc cũng còn đầy đủ nha, một chiếc hoa Fashion liên danh nha. Xe này thì em bán 4,2 triệu cho bà con đi làm nha, 4,2 triệu, anh chị cô chú đi làm. Máy nó ngon, bình đề nhẹ cái là nổ. Chứ còn xe Trung Quốc mà nói thiệt với anh chị cô chú mình, lên nổ cái máy đạp hoài không nổ thì anh chị nghĩ đi, có rẻ thúi cũng không mua được nữa. Nhưng mà con này anh chị lên anh chị để nhẹ cái là nó nổ liền, vô bằng sáng chói nha. Đẹp thì không đẹp nhưng mà máy rất là ngon. Đờ rim Thái dọn mới, biển ở phố cũ người xưa, 50X6367 anh chị. Rim Thái dọn mới thì anh chị biết rồi, không thể nào rinh hết được nha. Giá bèo nhèo luôn, chỉ có 11 năm anh chị cô chú mình chia sẻ với em con này dùm được, cảm ơn rất là nhiều nè. 11 triệu rưỡi một chiếc đờ rim Thái, cái máy là khỏi phải chê anh chị, chạy rất là nhẹ nhàng. Quan trọng ở đây đó, nó thiệt anh chị cô chú mình, cái con rim Thái bây giờ nội cái giấy tờ cái xác xe không cũng đã, nếu như xe cùi bắp cũng đã gần 10 triệu rồi, nhưng mà con này người ta dọn hết cho mình mới cá ăn rồi, giờ mua chỉ có xài chỉ có 11 năm. Và một cặp này thì em bán là con biển số 3654, xe chưa dọn nha. Xe thì ví dụ như là lâu ngày là niên bô là nó không có theo xe được, chứ bẩn là vẫn còn, bẩn rinh nha. Em chia sẻ với anh chị con đó là 13 năm và con 1055 này là 14 triệu. Con 1055 này nó cũng y như cái chất xe này, nhưng mà hai chiếc máy đều ngon. À, mấy cái cầm đồ vẫn còn theo xe toàn bộ như thế này. Thì em cũng chia sẻ con 1055 là bẩn rinh theo xe con. Lốc nồi lốc máy hồi đó giờ nguyên thủy là như thế này và chạy rất là đầm xe, chạy nó ngon, rất là ngon. Và em bán là 14 triệu đồng. Thì nó có nhiều cái giá để cho bà con mình nó dễ lựa. Thì ở đây cô chú anh chị mình ủng hộ em được chiếc nào thì em Diệu Nguyễn cảm ơn. Và bây giờ cũng trời cũng tối rồi, em cũng tranh thủ là cắt clip lại để chia sẻ với anh chị của chú mình để up lên cho kịp tối nay. Cũng mong là cuối tuần anh chị chia sẻ được với em những con xe nào được, con xe nào quét xe đó nha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong clip tiếp theo nha.